Thưa quý vị, chương trình hôm nay đang tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức nóng bỏng nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Và trước tiên là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với tin mới, với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị, thiên tai lũ lụt vẫn tiếp diễn ở lưu vực sông Dương Tử, Trung Quốc, khiến mực nước nhiều nơi tiếp tục vượt mức cảnh báo. Tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, mực nước sông Dương Tử cao hơn chiều cao trung bình của khu đô thị là 4m. Nó đã trở thành sông treo trên không, thậm chí người dân địa phương còn đập trực tiếp vào bờ kè và bắt đầu thấm nước. Hiện mực nước ở thượng nguồn sông Dương Tử đang dâng cao trở lại. Người dân dự đoán có thể có đợt lũ thứ hai. Đối với Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Trùng Khánh và những nơi khác, cơ quan khí tượng Trung Quốc đã ban hành cảnh báo mưa bão, cảnh báo khí tượng thiên tai lũ lụt trên núi và cảnh báo rủi ro khí tượng thảm họa địa chất trong một lần. Từ 8 giờ tối ngày thứ 6 đến 8 giờ tối thứ 7, mưa lớn liên tiếp không ngừng nghỉ đã gây ra lũ lụt và các thảm họa như sạt lở đất. Đồng thời, những nơi khác như Hồ Nam, Quý Châu, Thiểm Tây, Hà Bắc, Sơn Tây và Vân Nam cũng có nguy cơ xảy ra mưa lớn trong những ngày tới. Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc cũng là một trong những vùng chịu thảm họa trong trận lũ sông Dương Tử. Mực nước sông Dương Tử ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc rõ ràng là cao hơn so với độ cao của khu vực đô thị. Các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc thẳng thắn tuyên bố rằng nếu mực nước sông Vũ Hán đạt đến mực nước đảm bảo, một thảm họa lớn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bờ kè cục bộ và vách ngăn bến tàu xảy ra hiện tượng thấm nước, lực lượng chức năng vội vã đắp bao cát, tiến hành ứng cứu. Các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc chỉ ra rằng độ cao trung bình của khu vực đô thị Vũ Hán là 24m, nhưng mực nước sông Dương Tử tại đèo Hán Khẩu ở Vũ Hán hiện cao hơn 4m. Khi mực nước đạt hoặc gần bằng mực nước đảm bảo thì công trình kè đã vượt giới hạn phòng vệ an toàn. Nguy hiểm lớn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hiện tại, trên Twitter của địa phương đã xuất hiện các video cho thấy bờ kè ở Vũ Hán bắt đầu thấm từ tuần trước. Các quan chức đã dùng bao cát để bịt các đoạn kè bị thấm nước, nhưng vẫn không thể ngăn được nước từ sông Dương Tử dâng cao. Tại trạm đo mực nước ở Trùng Khánh, nằm ở thượng nguồn đập Tam Hiệp, đã đo được mực nước cao tới 170m. Người dân dự đoán đợt lũ thứ hai có thể sớm xảy ra. Vâng, còn nhớ vào những ngày cuối tháng này, một năm về trước, Trung Quốc đã từng phải đối mặt với lũ lụt nghiêm trọng, khiến cho hệ thống đê điều và các đập ngăn lũ chịu tác động nặng nề, đồng thời gia tăng lo ngại tái diễn thảm họa thiên nga đen đã từng xảy ra trong quá khứ. Diễn biến mưa lũ khủng khiếp tại Trung Quốc có thể vượt quá khả năng phòng thủ của kỹ thuật, dễ tái diễn thảm họa thiên nga đen diễn ra vào năm 1975 tại quốc gia này. Thảm họa đập tồi tệ của Trung Quốc mang tên Thiên Nga Đen, đó là đập Bản Kiều trên sông Hoàng Hà. Đập này hoàn thành năm 1952 với sự trợ giúp của Liên Xô, sụp đổ năm 1975, giết chết hàng chục ngàn người, ước tính chính thức được công bố hai thập kỷ sau đó. Vào tháng trước, con đập tại một hồ chứa nhỏ ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã bị sập sau những trận mưa lớn. Đó có thể là cảnh báo đối với 104.000 con đập của nước này khi thời tiết trở nên cực đoan. Các nhóm môi trường của chính phủ cũng cho biết biến đổi khí hậu đang mang lại mưa lớn hơn và thường xuyên hơn. Lũ lụt ồ ạt có thể kích hoạt các thảm họa thiên nga đen không lường trước với những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Hàng ngàn con đập được xây dựng vào những năm 1950 và năm 1960 trong một chiến dịch do Chủ tịch Mao Trạch Đông lãnh đạo để chống lại hạn hán ở Trung Quốc, chủ yếu về mặt nông nghiệp. Năm 2006, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết từ năm 1954 đến năm 2005, có 3,568 đập tại các hồ chứa đã bị sập do chất lượng dưới tiêu chuẩn và quản lý kém. Phía Tây Nam Trung Quốc, so với 29 năm trước, lượng mưa và nhiệt độ trung bình trong những năm 1990-2018 cao hơn đáng kể. Nếu xây dựng đúng cách, một con đập phải có khả năng chịu đựng các hiện tượng thời tiết cực đoan, ngay cả khi chúng trở nên thường xuyên hơn. Đồng thời, khi trận lụt kết thúc, nó phải có chất lượng chính xác như trước thảm họa. Nhưng thực tế cho thấy, nhiều con đập cũ kỹ tại Trung Quốc không thể đáp ứng được yêu cầu này. Điển hình là trường hợp mực nước tại một con đập trên nhánh sông Dương Tử đã tăng mạnh đến nỗi các nhà chức trách đã buộc phải phá vỡ một phần con đê để hạ thấp mực nước vào hôm thứ Hai vừa qua.
Hôm thứ Sáu, mưa lũ tiếp tục diễn biến trầm trọng, sạt lở đất ở phụ lưu của sông Dương Tử tại tỉnh Hồ Bắc đã chặn đứng một nhánh của dòng sông, đe dọa nhấn chìm một thành phố và các làng mạc lân cận. Theo giới chức địa phương, vụ sạt lở đất xảy ra vào sáng sớm ngày thứ Tư khiến 10.000 mét khối đất đổ xuống sông Châu Giang, một nhánh phụ của sông Dương Tử, tạo ra một hồ chắn trên sông này. Vụ sạt lở đã tạo nên một đập chắn ngang sông Thanh Giang, khiến mực nước ở thượng nguồn dâng lên cao thêm khoảng 5 mét. Đến khoảng 10 giờ 15 phút trưa, nước từ thượng nguồn tràn qua mặt hồ này ao xuống hạ nguồn với tốc độ 200 mét khối trên giây. Vì vậy, nguy cơ vỡ bờ giảm bớt, tình trạng khối đất lở dần biến đổi. Chính quyền địa phương đã tiến hành sơ tán hơn 8.590 người thuộc hơn 1.960 hộ dân tại khu vực bị ảnh hưởng để đề phòng nguy cơ vỡ đập gây ngập lụt. Người dân huyện Dương Sóc thuộc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây vẫn chưa thể quên được thời khắc kinh hoàng khi con đập ở địa phương này bị vỡ hồi tháng trước sau những trận mưa lớn. Ông Lu Kiwan, một người dân thành phố Quế Lâm cho biết, chúng tôi không biết con đập vỡ như thế nào, chỉ nhớ lúc ấy khắp nơi đều ngập lụt nghiêm trọng. Chúng tôi chưa từng thấy cảnh tượng khủng khiếp như thế trong đời. Hai tháng mưa lớn bất thường ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc khiến nước tràn bờ các con sông, tạo ra những trận lũ lụt tồi tệ nhất trong hàng chục năm qua. Lũ lụt đồng thời làm dấy lên những lo ngại xung quanh hàng chục nghìn đập thủy điện khắp Trung Quốc. Ông Li Yuan-kun, một người dân huyện Dương Sóc cho biết, các con đập ở đây hầu như đều được xây khoảng 50 năm rồi. Nếu không xây dựng lại hoặc trùng tu chúng thì nguy cơ vỡ đập có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mùa đặc biệt lớn thường xảy ra tại khu vực miền Trung và Nam của Trung Quốc trong tháng trước và tháng này. Nhưng mùa mưa năm nay có diễn biến tồi tệ khiến nền kinh tế Trung Quốc càng thêm chao đảo. Cơ quan khí tượng Thủy văn Trung Quốc dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục đổ xuống trong những ngày tới, khiến tình trạng ngập lụt thêm trầm trọng. Tính tới ngày thứ hai tuần trước, khoảng 40 triệu dân sống tại nhiều tỉnh của Trung Quốc đã gánh chịu tác động của lũ lụt với thiệt hại trực tiếp cho nền kinh tế ước tính ở mức 11,5 tỷ đô la Mỹ. Ít nhất 28.000 ngôi nhà đã bị phá hủy, hàng triệu người dân mất nhà cửa, ít nhất 151 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong lũ lụt. Trên địa bàn tỉnh Hồ Bắc, mưa lớn kéo dài cũng là phép thử đối với đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới chắn ngang dòng Dương Tử. Từ cuối tuần trước, mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp đã dâng cao kỷ lục. Kể từ tháng trước, mưa lớn liên tục trút xuống phần lớn các khu vực ở miền Nam Trung Quốc, khiến mực nước ở nhiều sông, hồ vượt quá mức cảnh báo. Mưa lớn đã phá hủy hơn 17.000 ngôi nhà, gây thiệt hại kinh tế gần 6 tỷ đô la Mỹ, khiến hàng trăm người thiệt mạng hoặc mất tích. Ảnh hưởng gần 20 triệu người sinh sống tại các tỉnh dọc sông Trường Giang, trong đó hàng chục nghìn người phải di rời chỗ ở khẩn cấp. Dự án đập Tam Hiệp của Trung Quốc, một trong những đập thủy điện lớn nhất thế giới, đang gồng mình giữ lượng nước lũ từ thượng nguồn sông Trường Giang đổ về. Tính đến chiều ngày thứ Tư, mực nước ở Tam Hiệp đã cao đến 162m, con đập chỉ được thiết kế để giữ lại lượng nước cao 145m. Trước tình trạng mưa lớn kéo dài, bắt đầu từ tháng trước, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã cho phép đập giữ lại nhiều nước hơn để hạn chế lũ lụt tại hạ nguồn. Dự án bắt đầu xả lũ từ cuối tháng vừa qua để kiểm soát lượng nước trong hồ chứa. Thời gian đầu, đập Tam Hiệp cho thoát khoảng 30.000 mét khối nước một giây. Đến ngày Chủ nhật, con số này lên tới 61.000 mét khối một giây. Khi đó, giới chức Trung Quốc cho biết đập Tam Hiệp giữ lại khoảng 45% lượng nước đi qua dự án. Hơn 400 dòng sông tại Trung Quốc đang trải qua lũ lụt, ảnh hưởng đến khoảng 24 triệu người trong tháng này và gây nên thiệt hại kinh tế khoảng 64,4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 9,2 tỷ đô la Mỹ. Bộ Thủy lợi Trung Quốc nhấn mạnh mọi con đập trên dòng Trường Giang đều đang được giám sát an toàn thông qua mạng lưới khoảng 30.000 trạm kiểm tra và trạm bơm điều tiết. Tuy nhiên, truyền thông nước này cũng bắt đầu bày tỏ lo ngại rủi ro vỡ đập tại một số nơi nếu mưa lớn kéo dài. Bộ Thủy lợi Trung Quốc dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày thứ Sáu. Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã khuyến cáo mọi khu vực đang chịu ảnh hưởng từ mưa lũ phải đề cao cảnh giác. Một số công ty có nhà máy tại Vũ Hán, một trong các trung tâm công nghiệp của Trung Quốc, bắt đầu lo ngại về tình hình lũ lụt hiện tại. Theo các số liệu được công bố, Trung Quốc được xem là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới đã khôi phục hoạt động trở lại với cấp độ trước đại dịch. Những thành quả đó đang bị nước lũ của sông Trường Giang đe dọa. Tính đến nay, Trung Quốc đã chi tổng cộng 1,29 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 184,5 triệu đô la Mỹ từ ngân sách trung ương để khắc phục hậu quả mưa lũ. Theo tuyên bố của Bộ Tài chính Trung Quốc, khoản cứu trợ được sử dụng để sửa chữa các cơ sở bảo tồn nước, các cơ sở sản xuất nông nghiệp và mua nguyên liệu nông nghiệp để sản xuất sau thảm họa.
Dự kiến trong thời gian tới, Bộ Tài chính Trung Quốc sẽ dành một quỹ cứu trợ khẩn cấp khoảng 830 triệu nhân dân tệ, tương đương 118,7 triệu đô la Mỹ cho 12 khu vực cấp tỉnh, trong đó có Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy, những nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt năm nay. Số liệu mới nhất của Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cũng cho biết khoảng 23,85 triệu cư dân đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở 24 khu vực cấp tỉnh trên khắp quốc gia này. Hơn 140 người tử vong hoặc mất tích, hàng trăm triệu người bị ảnh hưởng cuộc sống và nền kinh tế thiệt hại nhiều tỷ đô. Hôm thứ Năm, các nhà chức trách Trung Quốc buộc phải tái ban bố báo động màu vàng về hiểm họa mưa bão, vì nhiều nơi vẫn hứng mưa không ngớt khiến lũ lụt dâng cao và lở đất nghiêm trọng. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc thông báo hình thái thời tiết cực đoan này sẽ còn tiếp diễn ở nhiều nơi thuộc Giang Tô, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Vân Nam và Tây Tạng. Đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại.